chín loại thực phẩm không sợ hết hạn, có loại càng để lâu càng có giá trị, loại một được ví quý như vàng. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, đa phần các loại đồ dùng hay thực phẩm con người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng đều có hạn sử dụng. Đặc biệt với lương thực, thực phẩm, yếu tố hạn sử dụng lại được chú ý hơn cả, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thực phẩm và cả sức khỏe của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có số ít một số loại thực phẩm được khuyên rằng không lo hết hạn, càng để lâu càng đạt chất lượng tốt hơn, có giá trị hơn. Vì vậy, người dùng không cần quá lo lắng về việc tích trữ lâu những loại thực phẩm này trong căn bếp của gia đình. Dưới đây là 9 loại thực phẩm như thế. 1. Mật ong nguyên chất. Cái tên đầu tiên trong danh sách những thực phẩm không lo hết hạn chính là mật ong nguyên chất. Lý giải nguyên nhân cho việc này là bởi mật ong nguyên chất có độ ẩm gần như bằng không. Vì vậy, vi khuẩn không thể tồn tại hoặc phát triển trong mật ong. Điều này cũng được một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học California khẳng định. Bởi vậy, nếu gia đình đang sở hữu những chai, lọ mật ong nguyên chất, đừng lo ngại về thời gian cần sử dụng hết chúng trong bao lâu. Bởi chúng sẽ không bị hết hạn, hay nói cách khác là nếu bảo quản đúng cách, trong bình, lọ, chai kính bằng thủy tinh hoặc nhựa chất lượng, tránh nguồn nhiệt cao, chúng sẽ không bị hư hỏng. Tuyệt đối không nên bảo quản mật ong trong các vật dụng bằng gỗ. Tuy nhiên, điều trên chỉ đúng với các loại mật ong chuẩn nguyên chất. Các loại mật ong pha có sự kết hợp với các chất khác sẽ bị suy giảm về hạn sử dụng. 2. Giấm. Không chỉ là một loại gia vị giúp nêm nếm thêm hương vị cho món ăn, giấm còn được coi là một dung dịch tẩy rửa, vệ sinh các vết bẩn vô cùng hiệu quả mà lại an toàn. Giấm giúp tẩy trắng, tẩy mốc hay khử mùi trên các vật dụng hay cả quần áo. Có được điều này là bởi thành phần của giấm có chứa axit. Cũng bởi axit nên giấm có thể tự bảo quản trong môi trường nhiệt độ thường, không cần bảo quản lạnh nhưng lại có tuổi thọ vô cùng cao. 3. Muối, đường. Muối và đường cũng là hai loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp và gần như không có hạn sử dụng, người dùng có thể sử dụng lâu dài. Đầu tiên xét về muối, muối thực chất là một loại khoáng sản chứ không hẳn là thực phẩm. Bởi vậy, các loại muối nguyên chất không bao giờ sợ hết hạn. Nhưng với các loại muối ăn ngày nay con sử dụng cho bữa ăn, cuộc sống hàng ngày, ít nhiều chúng đã được thêm vào chất phụ gia. Tuy vậy, đặc tính của muối có thể tự hút ẩm, tự hấp thụ nước từ không khí, bởi vậy muối cũng ít khi bị hư hỏng. Tương tự như muối, đường cũng có hạn sử dụng lâu dài và gần như người dùng không cần lo ngại về vấn đề hạn sử dụng. Ngay cả khi đường bị gión cục thì chất lượng của nó cũng không thay đổi. Chỉ nên bỏ đường, muối đi khi phát hiện chúng đổi màu lạ, xuất hiện mùi, vị lạ, hoặc bị các loại côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, tấn công. 4. Trà phổ nhĩ. Trà phổ nhĩ là một loại trà được làm từ trà đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển. Hầu hết các loại trà đều có hạn sử dụng, nhưng trà phổ nhĩ là một ngoại lệ. Trà phổ nhĩ sẽ càng ngày càng thơm ngon theo thời gian. Ai thích uống trà phổ nhĩ đều biết rằng hương vị của nó trong một năm khác với trà phổ nhĩ trong 3 năm. Hương vị trà phổ nhĩ trong 3 năm thì ngon hơn và giá thành cũng sẽ đắt hơn so với những loại trà mới. 5. Trần bì. Thứ 5 trong danh sách được nhắc tới là trần bì. Trần bì là tên gọi thường sử dụng trong đông y, nhưng hiểu đơn giản nó là các loại vỏ cam, vỏ quýt đã được đem phơi khô để loại bỏ tạp chất. Trần bì thường có mùi thơm, vị hơi đắng, tính ấm. Ngoài sử dụng như một nguyên liệu cho thuốc đông y, trần bì cũng thường được dùng trong nấu súp, hầm gà hay chế biến các món ăn bổ dưỡng khác. Cũng bởi đã được phơi khô, loại bỏ hoàn toàn nước cũng như độ ẩm bên trong nên trần bì sẽ không thể bị hỏng và có thể nói là không có hạn sử dụng, bảo quản bao lâu cũng được. Các chuyên gia đánh giá, trần bì để càng lâu năm càng có giá trị cao, thậm chí có thể so sánh với một bài thuốc quý hơn vàng. Các gia đình hoàn toàn có thể tự tạo rồi lưu trữ, bảo quản trần bì trong nhà mình.
cách thực hiện vô cùng đơn giản như sau. Sau khi ăn quýt xong, khía vỏ quýt làm 3 đến 4 mảnh sát đến cuốn rồi xâu vỏ vào dây lạc. Đem vỏ quýt đi phơi thoáng gió hoặc sấy nhẹ cho khô. Không nên treo gác bếp bởi việc này có thể làm trần bì bị mất tinh dầu và dễ bẩn. Trần bì đạt chuẩn sẽ có màu vàng hoặc nâu đỏ bên ngoài, có đường nhăn và điểm lõm nhỏ hình tròn. Cuối cùng là bảo quản trần bì trong môi trường khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. 6. Nấm. Những nguyên liệu thơm ngon như nấm khô, mộc nhĩ trắng khô chứa một lượng lớn các nguyên tố vi lượng và vi sinh vật. Chúng được coi là báu vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Đồng thời, chúng giàu sen lulo, giúp tăng cường nhu động đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đào thải diễn ra suôn sẻ. Những thực phẩm nấm này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có thời hạn sử dụng lâu dài. Hầu hết các loại nấm khô đều được chiếu tia cực tím từ mặt trời, phơi khô tự nhiên, phơi nắng. Chỉ cần được bảo quản đúng cách và đặt ở nơi thoáng mát, chúng có thể duy trì được hương vị ban đầu và giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài. 7. Đậu khô. Các loại đậu khô như đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh được đem phơi nắng, phơi khô ẩm rồi bảo quản. Thời hạn sử dụng của chúng thường từ 2 đến 3 năm và chúng sẽ không bị hỏng hoặc mốc miễn là chúng được bảo quản đúng cách. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng các loại đậu khô sau khi bảo quản 30 năm vẫn giữ nguyên vẻ ngoài và chất lượng đậu. Họ kết luận rằng một số loại đậu có thể có hạn sử dụng lên tới 30 năm nếu được bảo quản cẩn thận. Đầu tiên, cho đậu vào chai đậy kín để đảm bảo đậu được cách ly với không khí bên ngoài. Sau đó, dặn chặt nắp thật nhanh để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo chất lượng và hương vị của các loại đậu khô. 8. Dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa có thể sử dụng trong nấu ăn, làm đẹp. Dầu dừa nguyên chất có thể tồn tại lâu dài, không sợ hết hạn sử dụng nếu bạn bảo quản nó trong lọ đựng sạch, đậy nắp kín. Nguyên nhân là do trong dầu dừa có chứa chất kháng vi sinh vật, giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm. Lưu ý, một số loại dầu dừa bị biến chất hư hỏng sau vài tháng sử dụng thì đó có thể là dầu dừa bị pha trộn tạp chất. 9. Thức uống có cồn mạnh. Nhưng đối với đồ uống có cồn dưới 10 độ, phải có ngày hết hạn rõ ràng. Đối với đồ uống có cồn trên chục độ, nó có chức năng khử trùng nhất định. Các loại nấm thông thường khó có thể tồn tại trong đó. Những thức uống có cồn như vodka, whisky, rượu rum hay rượu cốc nát đều không có ngày hết hạn. Khi mua rượu, rượu càng cổ, càng thơm, càng bán đắt và càng quý nên càng được ưa chuộng. Tất cả những loại thực phẩm đã được đề cập đều có đặc điểm chung là khả năng bảo quản lâu dài mà không lo hết hạn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và giảm lượng thực phẩm lãng phí, mà còn giúp chúng ta có cơ hội khám phá hương vị phong phú và độc đáo mà thời gian mang lại. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là khả năng bảo quản lâu dài của những loại thực phẩm này cũng phụ thuộc lớn vào cách chúng ta bảo quản chúng. Để phát huy tối đa giá trị và đảm bảo an toàn thực phẩm, việc bảo quản đúng cách là không thể bỏ qua. Trong danh sách thực phẩm có khả năng bảo quản lâu dài mà tôi đã nêu, có thể còn nhiều loại khác mà tôi chưa đề cập. Quý vị có biết thêm về loại thực phẩm nào khác có thể được bảo quản trong thời gian dài mà không sợ hết hạn không? Đó có thể là một sản phẩm truyền thống từ vùng miền của bạn, hoặc một loại thực phẩm đặc biệt mà bạn đã khám phá trong hành trình ẩm thực của mình. Hãy chia sẻ với chúng tôi những kiến thức và kinh nghiệm của bạn về các loại thực phẩm này, để chúng ta cùng nhau khám phá và học hỏi từ nhau trong hành trình ẩm thực phong phú này. Tiếp theo là một sức khỏe liên quan đến các vấn đề tim mạch. Thưa quý vị, ăn món này 4 lần một tuần giảm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim. Quý vị thân mến, tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Nhưng việc giữ cho cơ này khỏe mạnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, do các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, ít vận động và sử dụng rượu quá mức, cứ 40 giây lại có một người ở Hoa Kỳ lên cơn nhồi máu cơ tim.
gần 30% những người này cuối cùng chết, với khoảng 50% số ca tử vong xảy ra trước khi họ có thể đến bệnh viện. Nhưng ngay cả khi bạn bị nhồi máu cơ tim, vẫn có một loại thực phẩm giúp giảm gần một nửa nguy cơ tử vong vì nó. Ăn ớt 4 lần một tuần làm giảm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim. Một nghiên cứu năm 2019 của Ý được công bố đã phân tích tác động của ớt đối với nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ hơn 22.800 người tham gia nghiên cứu, một nhóm thuần tập dân số tuyển chọn nam và nữ một cách ngẫu nhiên từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 4 năm 2015. Đối với nghiên cứu năm 2019, tình trạng sức khỏe của những người tham gia được theo dõi trong khoảng 8 năm và so sánh với thói quen ăn uống của họ. Các nhà nghiên cứu Ý phát hiện ra rằng, những người thường xuyên ăn ớt ít nhất 4 lần một tuần có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim thấp hơn 40% so với những người hiếm khi ăn loại thực phẩm này. Ăn ớt cũng làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do đột quỵ. Các nhà nghiên cứu đã không dừng lại ở việc tìm kiếm những lợi ích sức khỏe liên quan đến các cơn nhồi máu cơ tim. Theo nghiên cứu, những người ăn ớt 4 lần một tuần cũng có nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não như đột quỵ thấp hơn 60% so với những người không thường xuyên ăn loại thực phẩm này. Các nhà nghiên cứu đã không kiểm tra chính xác lý do tại sao ớt có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, nhưng một số chuyên gia tin rằng capsaicin, thành phần hoạt chất tạo ra cảm giác nóng bừng của ớt, có thể là lý do. Một số dữ liệu cho thấy capsaicinoids có tác động đến chức năng của tiểu cầu, các tế bào lót trong mạch máu và giảm đề kháng insulin. Mặc dù ăn ớt ít nhất 4 lần một tuần giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, nhưng các chuyên gia sức khỏe đặc biệt khuyên không nên chỉ thêm ớt vào chế độ ăn uống thay vì làm cho nó lành mạnh hơn về tổng thể. Chỉ bằng việc thêm ớt mà không đi cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh hơn sẽ không giúp bù đắp được tác hại từ những thực phẩm gây hại cho sức khỏe. Làm cho ớt trở thành một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường đạt được sức khỏe tốt. Thưa quý vị, khi ngày càng ngắn lại và nhiệt độ giảm mạnh, việc chăm sóc trái tim của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm kiếm chế độ ăn uống hoàn hảo có thể giúp giữ ấm trái tim trong mùa đông này, dưới đây là danh sách thích hợp tất cả các loại thực phẩm có thể giúp bạn làm điều đó. Chất béo thân thiện với tim. Hãy bổ sung chất béo lành mạnh như chất béo có trong dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá béo như cá hồi. Những chất béo này có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thực phẩm chứa nhiều chất xơ. Ăn những thứ có chất xơ hòa tan như yến mạch, đậu, trái cây và rau. Chúng có thể làm giảm cholesterol và giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Điều này rất tốt cho tim của bạn. Protein nạc. Chọn nguồn protein nạc như thịt gà, cá, đậu và đậu phụ thay vì thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn. Điều này giúp cắt giảm chất béo bão hòa có thể làm tắc nghẽn động mạch của bạn. Ít muối. Quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, điều này có hại cho tim. Vì vậy, hãy cố gắng sử dụng ít muối hơn khi nấu ăn và tránh các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như quả mọng, rau lá xanh và một chút sô cô la đen ở mức độ vừa phải có thể bảo vệ tim bạn khỏi những chất có hại và chứng viêm có thể dẫn đến các vấn đề về tim. Để ý lượng đường của bạn. Ăn quá nhiều đường có liên quan đến tăng cân, tiểu đường và các vấn đề về tim. Vì vậy, hãy cắt giảm đồ uống có đường và đồ ăn nhẹ. Đừng ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều có thể khiến bạn tăng cân, điều này không tốt cho tim mạch. Hãy để ý xem bạn ăn bao nhiêu và đừng ăn quá nhiều calo. Uống nước. Giữ nước tốt cho toàn bộ cơ thể, bao gồm cả trái tim của bạn. Nước là sự lựa chọn tốt nhất và điều quan trọng là hạn chế đồ uống có đường. Thưa quý vị, những cơn gió lạnh trong mùa đông không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe xương và da của bạn mà còn gây ra nhiều biến chứng về sức khỏe, bao gồm cả một số vấn đề liên quan đến tim.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ cho cơ quan này hoạt động tốt bằng chế độ ăn uống phù hợp. Hãy giữ cho trái tim của bạn an toàn và được bảo vệ trong mùa đông này bằng những thực phẩm phù hợp. Trên đây là một kế hoạch ăn kiêng có thể giúp bạn khỏe mạnh. Thực đơn mà chúng tôi gợi ý, bạn có thể áp dụng trong mùa đông này để giữ cho trái tim ấm áp và khỏe mạnh. Những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tim mạch và chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đừng quên tập luyện để bảo vệ tim mạch. Đừng quên bổ sung các bài tập nhẹ vào thói quen hàng ngày của bạn khi cố gắng duy trì sức khỏe tim mạch. Dưới đây là các thủ thuật cân bằng chế độ ăn uống và tập thể dục trong hành trình chăm sóc sức khỏe tim mạch. Hãy nhớ rằng không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người. Sự kết hợp lý tưởng giữa tập thể dục và thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy cân nhắc đến độ tuổi, thể trạng cũng như các vấn đề sức khỏe nào bạn gặp phải và những gì bạn thích. Trước khi thực hiện những thay đổi lớn trong việc tập thể dục hoặc chế độ ăn uống của mình, bạn nên nói chuyện với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Họ có thể cho bạn lời khuyên phù hợp với bạn. Bắt đầu với những mục tiêu mà bạn có thể đạt được thông qua tập thể dục và ăn uống. Những thay đổi chậm và ổn định có nhiều khả năng tồn tại lâu dài và tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài. Một kế hoạch tập thể dục toàn diện nên có cả tim mạch, như chạy hoặc đạp xe, và rèn luyện sức mạnh, như nâng tạ hoặc tập các bài tập thể hình. Tập luyện sức mạnh giúp xây dựng cơ bắp và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của bạn, trong khi tập cardio rất tốt cho tim của bạn. Ăn uống chánh niệm, hãy chú ý khi bạn đói và khi ăn đồ ăn yêu thích. Điều này có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều và có những lựa chọn lành mạnh hơn. Bám sát kế hoạch, tính nhất quán là chìa khóa cho cả việc tập thể dục và ăn kiêng. Cố gắng biến thói quen của bạn thành thứ gì đó mà bạn có thể theo kịp thay vì sửa chữa nhanh chóng hoặc ăn kiêng cấp tốc. Lắng nghe cơ thể bạn, chú ý đến cách cơ thể bạn phản ứng với những thay đổi trong chế độ ăn uống và cách bạn tập thể dục. Nếu có điều gì đó bạn cảm thấy không ổn hoặc không phù hợp với mình, đừng ngại điều chỉnh. Tìm được sự kết hợp phù hợp là cực kỳ quan trọng. Tập thể dục làm cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn và ăn những thực phẩm phù hợp sẽ giúp tim khỏe mạnh. Khi bạn tìm ra cách cân bằng cả hai điều này theo cách phù hợp với mình, nó thực sự có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim và giúp cuộc sống của bạn tốt hơn và hạnh phúc hơn. Chỉ cần nhớ, ngay cả những thay đổi nhỏ có thể thực hiện được cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho trái tim và sức khỏe tổng thể của bạn về lâu dài. Đặt ba thứ này ở đầu giường giúp ngủ ngon, đơn giản rẻ tiền làm ngay để ngủ ngon tới sáng. Tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị ba mẹo giúp bạn thư giãn tinh thần dễ đi vào giấc ngủ mà lại rất đơn giản không tốn tiền. Mất ngủ là tình trạng thường gặp ở nhiều người. Để khắc phục mất ngủ mà dùng thuốc sẽ gây lệ thuộc và làm mệt. Hãy dùng những thứ tự nhiên này giúp bạn ngủ ngon hơn. 1. Đặt một đĩa chanh đầu giường. Trong mỗi trái chanh chứa vitamin C, vitamin B6, A, E, folate, thiaminiacin, riboflavin, acid pantothenic, đồng, canxi, sắt, magie, kali, kẽm, phốt pho và protein. Ngoài nhiều công dụng cho sức khỏe như chống oxy hóa và hỗ trợ ngừa ung thư, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, táo bón, cao huyết áp, sốt, khó tiêu, cũng như cải thiện làn da, tóc và răng thì hương thơm tinh dầu giỏ chanh còn giúp dễ ngủ. Đặt trái chanh được bổ ra ở đầu giường ngủ đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Chanh có tinh dầu thơm dễ chịu nên đặt ở giường giúp thanh lọc cơ thể, giấc ngủ thêm dễ chịu. Hương chanh giúp thanh lọc không khí, tốt cho gan, làm sạch phổi, hơi thở, thải độc cơ thể ngay trong lúc ngủ. Bạn cũng có thể đặt một vài trái cam đầu giường khi ngủ, có thể giò nát vỏ cam quýt để dễ đi vào giấc ngủ hơn. 2. Đặt một củ gừng dưới gối. Gừng không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý. Bạn gọt vỏ một củ gừng, cho vào túi nhỏ và đặt dưới gối sẽ giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ.
Gừng có tinh dầu tạo mùi thơm giúp bạn an thần, có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Những người hay bị căng thẳng do áp lực công việc và cuộc sống, áp dụng cách này sẽ thấy tinh thần khoan khoái, dễ ngủ hơn rất nhiều. Bạn cũng có thể thái vài lát gừng để đầu giường và khi đi ngủ thì chà sát vào gan bàn chân hoặc có thể bọc vào trong tấc chân. 3. Đặt một quả táo ở đầu giường. Một trái táo tạo mùi thơm giúp dịu hệ thần kinh trung ương, giúp bạn đi vào giấc ngủ ngon dễ dàng. Tuy nhiên khi chọn táo nên chú ý loại táo đỏ quả thơm, tránh loại táo sặc sỡ có mùi chất bảo vệ thực vật. Hương thơm của táo có thể giúp làm dịu dây thần kinh, giúp ngủ ngon. Hương táo chính tự nhiên lưu lại trong phòng ngủ còn giúp thanh lọc không khí, làm sạch gan, phổi trong quá trình nằm ngủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Với những loại thực phẩm tạo mùi thơm tự nhiên như trên, bạn dễ dàng áp dụng lại rất an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn là người thường xuyên mất ngủ hãy áp dụng ngay nhé. Ngoài ra để ngủ ngon bạn nên chú ý chăn ga gối đệm thoải mái, mặc thoải mái khi đi ngủ. Chú ý tới quần áo rộng rãi thoáng mát, nhiệt độ phòng ổn định và không có tiếng ồn hoặc ánh sáng mạnh ảnh hưởng giấc ngủ. Bạn cũng nên tránh dùng điện thoại hoặc các loại thiết bị điện tử khi đi ngủ. 6. Thực phẩm giàu collagen cho khớp, da và tóc khỏe mạnh. Thưa quý vị, collagen là một loại protein quan trọng đóng vai trò như một khối xây dựng trong cơ thể chúng ta, cung cấp cấu trúc cho da, tóc, móng, xương và các mô liên kết. Về cơ bản, nó hoạt động như một chất keo gắn kết mọi thứ lại với nhau. Nó được tìm thấy trong da, xương, gân và dây chằng của chúng ta, góp phần tạo nên sức mạnh và độ đàn hồi của chúng. Đối với thực phẩm giàu collagen, chúng là những thực phẩm hỗ trợ sản xuất collagen của cơ thể, giúp duy trì tính toàn vẹn của các mô liên kết của chúng ta. Mặc dù sản phẩm bổ sung collagen đang là một sản phẩm gây sốt trên thị trường làm đẹp, nhưng thực phẩm giàu collagen cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe trong chế độ ăn uống của bạn. Từ việc cải thiện sức khỏe cơ và khớp cho đến trẻ hóa làn da và mái tóc của bạn. Thực phẩm giàu collagen trong chế độ ăn uống có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa và tăng cường sự phát triển của tóc. Hãy cùng tham khảo danh sách 6 loại thực phẩm bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể ngay hôm nay nhé. 1. Nước hầm xương. Nước hầm xương là một nguồn cung cấp collagen tuyệt vời vì nó có nguồn gốc từ xương động vật đun sôi và các mô liên kết. 2. Cá. Ăn cá, đặc biệt là những loại có xương và da ăn được. Vì vậy, cá hồi, cá thu và cá mòi là những lựa chọn tốt. 3. Gà. Nhiều người thích ăn các phần khác nhau của thịt gà. Nó tốt cho collagen, đặc biệt là da và sụn. 4. Trứng. Lòng trắng trứng không chỉ tốt cho việc giảm cân mà còn rất quan trọng đối với collagen. Chúng chứa prolin, một loại axit amin quan trọng cho việc sản xuất collagen. 5. Quả mọng. Các loại quả mọng như dâu tây, diệt quất rất giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ tổng hợp collagen. 6. Quả có múi. Hãy ăn các loại trái cây họ cam quýt như cam và chanh vì chúng chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự hình thành collagen. Điều gì xảy ra với cơ thể nếu chúng ta tiêu thụ ít collagen hơn? Sự thiếu hụt collagen có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe. Collagen không thể thiếu để duy trì độ đàn hồi của da, sức khỏe khớp, sức mạnh của xương và các mô liên kết. Vì vậy, lượng collagen không đủ có thể dẫn đến giảm độ đàn hồi của da, đau khớp và các mô liên kết yếu hơn. Nó có thể góp phần gây ra nếp nhăn và da chảy xệ. Thực phẩm giàu collagen có lợi ích gì cho sức khỏe? 1. Sức khỏe làn da. Collagen tăng cường độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn và mang lại vẻ ngoài trẻ trung. 2. Hỗ trợ khớp. Collagen hỗ trợ sức khỏe khớp bằng cách duy trì tính toàn vẹn của sụn và giảm viêm. 3. Sức mạnh của xương. Collagen hỗ trợ sức khỏe khớp bằng cách duy trì tính toàn vẹn của sụn và giảm viêm. 4. Sức khỏe đường ruột.
Collagen có thể giúp làm dịu và chữa lành đường tiêu hóa, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Thực phẩm giàu collagen an toàn và hiệu quả, nhưng bạn vẫn phải quan tâm đến chế uống và sức khỏe của mình để phát huy tối đa tác dụng của chúng. Những phụ nữ có máu độc trong người hay gặp 5 dấu hiệu đặc biệt. Lúc này cần làm ngay 3 việc để lọc sạch máu gấp. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, về cơ bản, cụm từ máu độc hay máu xấu thường được dân gian dùng để chỉ các bệnh về máu như thiếu máu, mỡ máu, rối loạn tuần hoàn máu. Lúc này, người có máu độc trong cơ thể sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng máu, từ đó cản trở lưu lượng máu và gây nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe. Lúc này chúng ta cần để ý những dấu hiệu máu xấu sớm. Một vài nguyên nhân chính gây nên chứng bệnh này bao gồm: do chức năng tuần hoàn bị suy giảm khi tuổi càng cao, chức năng tuần hoàn máu cũng yếu dần đi, ảnh hưởng đến khả năng co bóp của tim khiến cho máu không thể lưu thông đến các bộ phận trên cơ thể. Do các bệnh mãn tính, một số bệnh như mỡ máu, tiểu đường, thoát vị đĩa đệm có thể chèn ép và tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến chất lượng máu. Ăn uống thiếu chất, lười vận động, chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng. Lười vận động sẽ làm cơ thể thiếu chất, gây ảnh hưởng đến quá trình tạo máu. Nhìn chung, máu xấu có thể khiến bạn tóc bạc sớm, khó có thai, gây mụn liên tục không khỏi, cùng một số bệnh nguy hiểm khác. Theo chuyên gia y tế, khi cơ thể bắt đầu phản ứng theo 5 cách này cũng đồng nghĩa bạn đang có quá nhiều máu độc. Sau đây là 5 dấu hiệu máu xấu mà phụ nữ cần chú ý kẻo nhanh già, dễ mắc bệnh. 1. Da nhợt nhạt, ngã vàng. Nhiều người từ khi sinh ra đã có làn da nhợt nhạt, cộng thêm màu da người Việt là da vàng nên rất ít người để ý dấu hiệu này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là cảnh báo sớm cho thấy chất lượng máu đang suy giảm nhanh chóng, khiến các tế bào da không đủ lượng dinh dưỡng cần thiết để phục hồi. Bên cạnh đó, khi cơ thể có máu độc thì làn da còn trở nên xanh xao, tái nhợt và rất dễ bị tổn thương khi ra ngoài trời. Hậu quả là khiến làn da phụ nữ có nhiều tàn nhang, vết nám và sạm màu. Lâu dần sẽ làm chị em mất tự tin vì ngoại hình, nhanh già trước tuổi. 2. Tay chân sưng phù nề. Máu xấu, tuần hoàn kém sẽ làm các bộ phận cơ thể không nhận đủ lượng máu cần thiết, về lâu dài gây tắc nghẽn mạch máu, tê nhức và sưng phù chân tay. Ngoài ra, lưu thông máu kém cũng làm giãn tĩnh mạch, rất dễ nhìn thấy ở chân vì dùng này sẽ bị phù nề to bất thường. Bên cạnh đó, máu xấu còn làm ảnh hưởng đến chức năng của thận. Khi bị tác động do tuần hoàn máu kém, thận sẽ không thể đào thải nước ra khỏi cơ thể và tích trữ lượng nước này lại, từ đó khiến dùng tay, dùng chân bị ứ đọng nước và sưng phù dài ngày. 3. Giảm cân đột ngột, ăn mất ngon. Gan đòi hỏi cơ thể phải lưu thông máu tốt để thực hiện chức năng thải độc hiệu quả. Chính vì vậy, nếu cơ thể có máu độc sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng lưu thông máu, khiến gan không đủ dinh dưỡng để làm tròn nhiệm vụ. Điều này sẽ gây một loạt triệu chứng bao gồm giảm cân đột ngột, ăn mất ngon. 4. Đau ngực. Khi cơ thể đang có máu độc, trái tim sẽ bị ảnh hưởng bởi tuần hoàn máu kém, tạo điều kiện cho cao huyết áp, tăng cholesterol và đau ngực hoành hành. Bạn còn cảm thấy kiệt sức sau khi vận động, thể dục thể thao và thậm chí là sau khi đi lên cầu thang. 5. Mất ngủ. Máu xấu, tuần hoàn kém lên não hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não sẽ khiến não không nhận đủ oxy cần thiết. Lâu dài sẽ làm suy nhược hệ thần kinh trung ương, làm mất chất lượng giấc ngủ gây mất ngủ kinh niên, ngủ không sâu giấc.
Ngoài ra bạn còn bị suy giảm trí nhớ, làm việc không hiệu quả và đau đầu. Thưa quý vị, không có bất kỳ món ăn thần kỳ nào có thể giúp cơ thể của bạn làm sạch mạch máu. Chỉ có một chế độ ăn uống lành mạnh là chế độ ăn uống gồm nhiều trái cây và rau quả, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ gan và thận, từ đó giúp tăng khả năng làm sạch và lọc chất thải và độc tố từ máu như 1. Nước. Cho đến nay, cách tốt nhất để giúp tăng hiệu suất thận là uống đủ nước. Thận của bạn cần nước để thanh lọc chất thải ra khỏi cơ thể. Nước cũng giúp giữ cho các mạch máu của bạn nở ra để máu có thể di chuyển tự do. Mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến tổn thương thận hoặc chức năng của thận suy giảm. Nước tiểu của bạn nên có màu vàng nhạt hoặc không màu trong suốt cả ngày. Theo Hiệp hội Thận Quốc gia, lượng nước tiểu trung bình của bạn nên là khoảng 6 cốc mỗi ngày. Lượng nước uống vào được khuyến cáo cho mỗi người là khác nhau. Một nguyên tắc chung là nên uống khoảng 8 ly nước mỗi ngày, nhưng bạn có thể cần nhiều hơn nếu bạn tập thể dục chăm chỉ hoặc cân nặng của bạn trên mức trung bình. Đàn ông thường cần nhiều nước hơn phụ nữ. Triệu chứng của bệnh về thận đều âm thầm. Bạn nên theo dõi để phát hiện sớm nếu có bất kỳ bất thường nào về thận. 2. Các loại rau họ cải, bông cải xanh, cải bắp, súp lơ. Rau họ cải thường được khuyên dùng cho những người mắc bệnh thận do chúng có nhiều chất chống oxy hóa và cực kỳ bổ dưỡng. Chúng đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư thận. Thêm vào đó, cách chế biến loại rau này cũng rất linh hoạt. Bạn có thể ăn sống, hấp, nướng hoặc dùng chung với món súp hoặc món thịt hầm. 3. Quả diệt quất. Quả diệt quất có chất chống oxy hóa cực cao, chúng có thể bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng toàn bộ quả diệt quất có thể giúp giữ cho gan khỏe mạnh. Bạn có thể ăn quả diệt quất bằng cách trộn chúng vào sữa chua, bột yến mạch hoặc sinh tố. 4. Quả nam diệt quất. Quả nam diệt quất có nhiều lợi ích cho đường tiết niệu. Chúng đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn vi khuẩn bám vào đường tiết niệu, từ đó giữ cho thận của bạn không bị nhiễm trùng. Bạn có thể thêm vài quả nam diệt quất tươi vào bột yến mạch, sinh tố hoặc thậm chí là salad để thưởng thức hương vị thơm ngon của trái cây này. 5. Cà phê. Cà phê giúp bảo vệ gan. Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan ở những người mắc bệnh gan mạn tính và cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư gan. Cà phê giúp hạ thấp nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh gan mạn tính và tăng hiệu quả điều trị thuốc kháng virus ở những người bị viêm gan C. Lợi ích này có thể là do cà phê có thể ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và collagen trong gan. Đương nhiên nó chỉ có tác dụng khi uống với lượng vừa đủ. 6. Tỏi. Tỏi giúp bổ sung hương vị tuyệt vời cho bất kỳ món ăn nào, cho dù ở dạng thô hoặc ở dạng bột. Nó có đặc tính chống viêm và có thể giúp giảm cholesterol và huyết áp. Huyết áp cao có thể gây hại cho các mạch máu trong thận, do đó bổ sung thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm huyết áp ở những người có huyết áp cao. 7. Bưởi. Bưởi có nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có trong bưởi có thể giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương và tác hại của rượu. 8. Táo. Táo chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan được gọi là pectin. Chất xơ hòa tan giúp điều chỉnh lượng đường máu trong cơ thể. Đường máu cao có thể làm hỏng thận của bạn, vì vậy bất cứ điều gì giúp kiểm soát đường máu sẽ có tác động gián tiếp, tích cực đến sức khỏe của thận. 9. Cá. Một số loại cá,
như cá hồi, cá ngừ hoặc cá mòi, có nhiều axit béo omega 3. Axit béo omega 3 đã được chứng minh là làm giảm nồng độ chất béo trung tính trong máu và hạ huyết áp, tốt cho gan và thận của bạn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng cá cung cấp nhiều protein, đặc biệt là cá biển. Vì thế, nếu bạn đã bị bệnh thận, bạn nên hạn chế lượng thực phẩm giàu protein mà bạn ăn vào mỗi ngày. Ăn quá nhiều protein có thể khiến thận của bạn phải làm việc nhiều hơn. Và nên bổ sung nhiều loại thảo mộc có lợi cho sức khỏe. Gừng, gừng có thể giúp ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gừng có thể giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Gừng tươi hoặc bột có thể làm gia vị cho một số món ăn, hoặc bạn có thể pha trà gừng để uống mỗi ngày. Trà xanh, uống trà xanh có thể cải thiện sức khỏe của gan, giảm các chất béo tích tụ trong gan và có thể chống lại bệnh ung thư gan. Uống khoảng 4 cốc trà xanh mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Mùi tây, nghiên cứu trên động vật cho thấy rau mùi tây cũng có thể giúp bảo vệ gan, lợi tiểu và giúp thận đào thải chất thải. Bồ công anh có công dụng như một chất lợi tiểu. Nó làm tăng lượng nước di chuyển qua thận, giúp lọc chất thải từ máu. Ngoài ra bồ công anh còn có lợi cho chức năng gan. Cách tốt nhất để thưởng thức bồ công anh là pha trà bằng lá, hoa hoặc rễ bồ công anh. Quý vị lưu ý không cần phải mua bất kỳ một loại thuốc thải độc nào, vì cơ thể đã được trang bị một hệ thống thanh lọc hoàn hảo cho riêng mình. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây và rau quả và đủ nước. Bạn cũng nên hạn chế uống rượu. Các vấn đề về gan và thận có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn uống một cách khoa học ngay từ đầu. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh gan hoặc thận, thì đã đến lúc để bạn thay đổi chế độ ăn uống, tập thói quen uống trà thảo dược. Duy trì lối sống lành mạnh là cách tốt nhất giúp bạn cải thiện tình trạng bệnh lý của mình. Quý vị thân mến, chúng ta hô hấp được là nhờ phổi. Phổi là cơ quan cung cấp oxy cho cơ thể, cho phép các tế bào hoạt động. Phổi cũng loại bỏ khí carbonic lưu thông qua các mạch máu. Cấu tạo bên trong phổi tạo thành một hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại các khí ô nhiễm và bụi. Các triệu chứng ho, khạc nhổ đều là những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của phổi không tốt. Mặc dù phổi có khả năng tự làm sạch, nhưng nó sẽ không thể xử lý hết lượng ô nhiễm lớn xung quanh chúng ta. Do đó, ngoài việc luyện tập, thay đổi trong lối sống lành mạnh, bạn cần bổ sung một số thực phẩm tốt cho phổi. Ở phần tiếp theo của chuyên mục sức khỏe hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu 5 nhóm thực phẩm tốt cho phổi bạn nên bổ sung thường xuyên. 1. Thực phẩm giàu vitamin C. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin C là lựa chọn phổ biến cho phổi như kiwi, ớt chuông xanh và nỏ. Các loại trái cây có tép như cam, chanh, bưởi, nước ép rau củ và cà chua, dâu, bông cải xanh, dứa, xoài và dưa hấu. Đặc biệt mùa đông sắp đến là thời điểm vi khuẩn, virus gây bệnh hô hấp hoạt động mạnh mẽ. Bổ sung vitamin C cũng là một cách giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 2. Thực phẩm giàu carotene. Carotene được xác định là chất có khả năng chống lại oxy hóa, giúp ngăn ngừa những nguy cơ gây ung thư phổi. Carotene có trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ, bao gồm cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ chứa rất nhiều beta-carotene là chất tiền vitamin A. Khi ăn vào trong cơ thể sẽ chuyển vitamin A là chất quan trọng bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch nên rất tốt để phòng ngừa bệnh ung thư phổi, viêm phổi, hen suyễn. 3. Thực phẩm chứa axit béo omega 3. Axit béo omega 3 làm giảm các triệu chứng bệnh hen như khó thở, thở khò khè.
sử dụng những thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 dần dần sẽ cải thiện được bệnh hen. Thực phẩm giàu axit béo omega 3 là các loại cá biển, cá hồi, cá thu, cá ngừ. Ngoài ra, có thể ăn các loại dầu thực vật, dầu đậu tương, dầu ô liu, hướng dương. Chọn các loại hạt giàu thực đơn như lạc, đậu, đỗ, dừng. Và ăn các loại hạt như hạt dẻ, óc chó. 4. Nhóm các loại gia vị như tỏi, nghệ, gừng. Tỏi chứa một chất hoạt tính được gọi là allicin. Chất này chống lại nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi. Tỏi cũng có thuộc tính chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi toàn bộ cơ thể vì chứa nhiều selen. Điều này giúp dự phòng ung thư phổi. Tỏi cũng tốt cho bệnh nhân hen và những người bị bất cứ bệnh nhiễm trùng phổi nào. Gừng, loại gia vị này rất dễ kết hợp vào bữa ăn của bạn để thêm hương vị và tăng cường sức khỏe. Chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi, nguyên nhân dẫn tới các vấn đề sức khỏe. Nghệ giúp giảm viêm phổi vì có đặc tính kháng viêm. Nghệ chứa một chất gọi là curcumin giúp loại bỏ những chất sinh ung thư. 5. Nhóm các loại quả mọng. Các loại quả mọng sẫm màu như diệt quất, mâm xôi đen, quả dâu, quả lựu, nho, quả lê, quả táo chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chúng loại bỏ các chất sinh ung thư, mầm bệnh gây nhiễm trùng phổi và tốt cho người bệnh hen. Sau đây là 4 nhóm thực phẩm người đang mắc bệnh phổi nên hạn chế ăn. 1. Hải sản đông lạnh. Các loại cá, bạch tuộc, tôm, cua đông lạnh không nên được sử dụng nhiều. Vì hải sản vốn là món tanh, khi ăn lạnh sẽ sinh ra nhiều đờm. Đờm kết dính lại sẽ khó có thể bài tiết, dẫn đến kích thích hệ hô hấp, gặp phải các tổn thương đặc biệt là phổi, phế quản. 2. Các món ăn cay. Các loại thực phẩm nhiều gia vị khiến cho bạn sẽ bị ho, tức ngực và gặp phải các triệu chứng thở khò khè nếu như thường xuyên sử dụng. 3. Thức ăn nhiều dầu mỡ. Phổi vốn là một chiếc máy lọc khí có chức năng thải ra chất độc hại và hít vào không khí trong lành. Ăn nhiều chất béo sẽ tạo gánh nặng cho khí quản và phế quản. Khi các chất béo bám thực quản hay cổ họng gây cản trở việc đào thải bụi bẩn và vi khuẩn ra ngoài. Điều này sẽ dẫn đến các bệnh hô hấp như ho, viêm loét thực quản, hen suyễn. 4. Rượu bia, thuốc lá. Đây là các thủ phạm lớn nhất gây nên bệnh phổi ở đại đa số mọi người. Các chất kích thích như bia rượu và thuốc là có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch. Thuốc lá còn là cơn ác mộng kinh khủng đối với tim và phổi. Người thường xuyên hút thuốc sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư phổi cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, rượu cũng làm tổn thương khí quản, phế quản và cấu trúc mao mạch phế nang. Thưa quý vị, bữa sáng rất quan trọng nhưng nhiều người lại lơ là, lựa chọn những thực phẩm không phù hợp khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng lại dễ rước bệnh. Có câu nói, hãy ăn sáng như một hoàng đế, ăn trưa như một thường dân, và ăn tối như một người ăn xin. Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng giúp giữ mức insulin ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì. Nó cũng cung cấp năng lượng cho cả ngày, cải thiện chức năng não và sức khỏe tổng thể. Nhưng công việc ngày càng bận rộn đã khiến mọi người quên ăn bữa sáng đầy đủ và thường ăn những món ăn sáng được quảng cáo là tiện lợi và bổ dưỡng. Nhưng liệu điều này có đúng? Dưới đây là các loại thực phẩm dù có đói cỡ nào, tốt nhất cũng không nên ăn vào bữa sáng. 1. Cháo nóng. Nhiều người đã quen với việc ăn một bát cháo loãng nóng hoặc bát súp vào buổi sáng và cho rằng cách này sẽ giúp trẻ hóa và thêm năng lượng trong ngày. Ăn cháo vào buổi sáng quả thật là một thói quen tốt cho người khỏe mạnh,
Nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng nên ăn cháo buổi sáng. Thức dậy lúc 6 đến 10 giờ sáng, đây là giai đoạn huyết áp cao nhất. Các mạch máu rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Sau khi ăn nhiều cháo nóng sẽ kích thích sự giãn nở của các mạch máu. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và tăng gánh nặng bơm máu cho tim. Nếu mắc các bệnh lý cơ bản như xơ giữa động mạch, mãn bám, các mảng xơ giữa không ổn định có thể bị rơi ra khi lưu lượng máu thay đổi đột ngột, có thể gây huyết khối. Ngoài ra, thức ăn nóng nếu vượt quá 65 độ C có thể gây bỏng niêm mạc. Mặc dù niêm mạc có thể tự phục hồi, nhưng nếu bạn ăn đồ nóng hàng ngày, niêm mạc sẽ bị tổn hại. Theo thời gian có thể gây ra nhiều vấn đề như loét, viêm mãn tính và thậm chí ung thư. Do đó, ăn cháo không nên nóng quá. 2. Ngũ cốc. Rất nhiều người nghĩ rằng ăn sáng bằng ngũ cốc là một lựa chọn bổ dưỡng cho trẻ em và người lớn, vì các gói ngũ cốc thường được giới thiệu đến người tiêu dùng bằng các thông điệp như ngũ cốc là một nguồn dinh dưỡng tốt. Trong thực tế, những loại ngũ cốc này được chế biến và chỉ chứa một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng được thêm vào một cách giả tạo trong một quá trình gọi là chất phụ gia. Một nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ ăn ngũ cốc vào bữa ăn sáng và những đứa trẻ không ăn ngũ cốc vào bữa sáng có cùng chức năng miễn dịch như nhau. Ngũ cốc ăn sáng chứa hầu hết các loại ngũ cốc tinh chế, không phải nguyên chất, và đường. Trên thực tế, đường thường đứng đầu tiên hoặc thứ hai trong danh sách thành phần của ngũ cốc. Những thứ đứng ở vị trí đầu thì trọng lượng trong thành phần càng lớn. Ngay cả các lựa chọn ngũ cốc bổ dưỡng, chẳng hạn như granola có chứa yến mạch, nhưng cũng thường được nạp thêm đường. Đường cao có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. 3. Các loại đồ ăn cay và trái cây chua. Những món ăn cay vào buổi sáng có thể làm gia tăng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó gây tổn thương lớp niêm mạc, không tốt cho quá trình hoạt động của dạ dày. Nếu ăn các loại hoa quả có vị chua chứa hàm lượng axit cao có thể gây kích ứng lớp niêm mạc dạ dày. Nếu bạn ăn thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ bạn mắc chứng trào ngược axit dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. Bạn chỉ nên ăn chúng sau các bữa ăn. 4. Các loại bánh đông lạnh. Một số loại bánh làm sẵn đông lạnh rất giàu carbohydrate, đặc biệt là carbohydrate đơn, sẽ được tiêu hóa nhanh chóng và không gây cảm giác no. Điều quan trọng là phải đọc lượng ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ được đề cập trong tờ thông tin dinh dưỡng khi mua. 5. Thịt chế biến sẵn. Thịt xông khói, xúc xích và chà bông chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, có thể làm tăng huyết áp. Chúng cũng chứa các chất phụ gia khác như nitrit, gây nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư dạ dày. Tự làm những món này thay vì mua sẵn sẽ an toàn hơn. 6. Bánh có đường. Các loại bánh mì ngọt hay bánh quy ngọt về cơ bản chỉ chứa đường và gluten. Những thực phẩm này không có gì khác ngoài đồ ăn nhẹ có đường và có thể được ăn như món tráng miệng, nhưng chúng không thích hợp cho bữa sáng. 7. Bánh mì nướng bơ. Các sản phẩm từ bơ sữa đều chứa nhiều chất béo sẽ làm tăng cholesterol xấu, hạ cholesterol tốt và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay tiểu đường. Nên để tốt nhất cho sức khỏe thì bạn nên tránh các sản phẩm từ bơ vào bữa sáng nhé. 8. Nước trái cây có đường. Các sản phẩm nước trái cây tưởng chừng như tốt cho sức khỏe nhưng thực tế chúng cũng chứa rất nhiều đường. Một số loại nước ép trái cây tuyên bố là 100% tự nhiên và không thêm bất kỳ đường nào. Điều này chỉ có nghĩa là không thêm đường sucrose vào đồ uống và đường fructose có trong nó vẫn có thể chuyển hóa thành chất béo. Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa rất nhiều đường.
Tiêu thụ một lượng lớn nước ép trái cây có thể có những tác động tương tự đến cân nặng và sức khỏe của bạn như uống đồ uống có đường. 9. Không uống quá nhiều cà phê. Một cốc cà phê vào buổi sáng thì rất tốt. Uống cà phê vào bữa sáng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nhưng nếu buổi sáng bạn uống 2 đến 3 cốc thì lại hoàn toàn phản khoa học. Uống quá nhiều vào bữa sáng nó có thể làm tâm trạng của bạn xấu đi và làm giảm sắc tố da. 10. Sữa chua có hương vị. Sữa chua có hương vị thường bị nhầm lẫn là thức ăn sáng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sữa chua có hương vị có thể chứa hương vị nhân tạo, thêm đường và nhiều calo hơn. Nếu bạn thực sự muốn uống sữa chua thì nên chọn loại sữa chua không đường, có hàm lượng protein cao. 11. Sữa lắc và sinh tố. So với những món sinh tố bạn làm ở nhà, những món ăn nhanh đơn giản này không thích hợp cho bữa sáng. Hầu hết đồ uống mua từ các cửa hàng đều chứa nhiều calo, nhiều đường và thiếu nhiều chất dinh dưỡng như protein và chất béo lành mạnh. 12. Bánh mì nướng với bơ thực vật. Bánh mì nướng với bơ thực vật làm tăng lượng đường trong máu và mức insulin của bạn, gây ra cảm giác đói trở lại và làm tăng nguy cơ tăng cân và bệnh tim. 13. Thực phẩm có chất béo cao, nhiều calo. Các loại bánh như bánh bông lan, bánh rán, sau khi rán ở nhiệt độ cao giá trị dinh dưỡng đã trở nên khá thấp, đồng thời chứa nhiều chất béo. Ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều calo và cholesterol cao lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng béo phì, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Hơn nữa, thực phẩm giàu tinh bột sau khi chiên rán dễ sinh ra hàng loạt chất gây ung thư, bao gồm benzopyrene, acrylamide. Không chỉ tồn tại trong khói dầu do chiên rán mà còn bám vào thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe. 14. Dứa. Để có một sức khỏe tốt nhất, vào buổi sáng bạn không nên ăn dứa vì dứa tác dụng nhanh với các enzyme mạnh. Ăn dứa khi đói sẽ làm đau dạ dày. Bạn chỉ nên ăn dứa khi no bụng hoặc sau các bữa ăn sẽ giúp các chất dinh dưỡng được hấp thụ tốt hơn. 15. Chuối. Nếu bạn ăn chuối khi đang đói, sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh về số lượng magie trong máu. Điều này có thể gây tổn hại cho tim của bạn. 16. Đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh được coi là thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng đầu tiên. Một chiếc bánh mì kẹp thịt hay một suất khoai tây chiên nghe có vẻ là món lý tưởng cho bữa sáng. Tuy nhiên, các món đồ ăn nhanh thường là đồ rán, nhiều mỡ và CRB, không chỉ gây hại cho dòng eo của bạn mà còn khiến bạn nhanh đói hơn. 17. Nước lạnh. Uống nước lạnh vào buổi sáng có thể làm tăng co thắt huyết quản, gây đầy bụng và khó tiêu. Theo các chuyên gia sức khỏe, mọi người nên uống một ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy để khởi động hệ thống tiêu hóa và bù lại lượng nước đã mất sau một đêm dài. Sau đây là gợi ý những thực phẩm tốt bạn nên ăn cho thực đơn bữa sáng. Trứng. Trứng là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chứa hầu hết các loại protein cần thiết cho cơ thể. Nó cũng chứa chất béo không bão hòa, vitamin A, vitamin D và canxi. Khi ăn trứng vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. Bánh mì nguyên cám, bánh mì chứa nhiều chất xơ và các loại vitamin nhóm B, giúp duy trì sức khỏe tốt. Nó cũng cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể thưởng thức bánh mì nguyên cám với một ít bơ hoặc mứt để thêm hương vị. Quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa và chất xơ và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Nó cũng là một nguồn chất béo tốt cho cơ thể. Bạn có thể ăn quả bơ với bánh mì hoặc trộn vào các món salad. Các loại hạt chứa nhiều protein, chất béo không bão hòa và chất xơ,
giúp cung cấp năng lượng và tạo cảm giác no lâu. Hạt chứa các vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin E, magie và kẽm. Bạn có thể trộn các loại hạt vào một tô sữa chua hoặc yến mạch, hoặc thêm chúng vào bánh mì nướng hoặc bánh quy để tăng cường dinh dưỡng. Các loại thịt ít mỡ, bạn có thể ăn các loại thịt này kèm với rau xanh hoặc kẹp chung với bánh mì để có một bữa sáng dinh dưỡng. Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe. Các loại rau xanh như cải bó xôi, rau cải thảo, cải xoăn và cải ngọt đều là các lựa chọn tốt cho bữa sáng. Những người không nên ăn bún buổi sáng, kẻo có hại cho sức khỏe. Thưa quý vị, theo thống kê, bún được xem là thực phẩm yêu thích của nhiều người, được lựa chọn làm món ăn sáng. Nhiều nơi vì lợi nhuận mà sử dụng các chất như hàn the, huỳnh quang hay tinopan để làm bún. Khi ăn bún thường xuyên, những chất này tích lũy trong cơ thể một thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như suy thận, suy gan, viêm loét dạ dày, rối loạn hệ tiêu hóa, ung thư dạ dày, rụng tóc. Đặc biệt với những người sau đừng nên ăn bún. 1. Phụ nữ đang mang thai. Trên thực tế bà bầu ăn được bún. Tuy nhiên đó là những loại bún không sử dụng các chất hóa học độc hại để giữ độ tươi và trắng của bún. Còn lại mẹ bầu không nên ăn các loại bún hàng, chợ, bún sử dụng chất hóa học để tẩy trắng. Bà bầu ăn các loại bún đó có nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc thậm chí gây sảy thai. 2. Phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sau sinh cũng là đối tượng được khuyên không nên ăn bún, bởi bún được làm từ gạo ngâm nở chua và các hóa chất đi kèm được người sản xuất sử dụng để chế biến sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể người mẹ và bé. 3. Trẻ nhỏ. Bún, mì là món ăn nhanh, dễ chế biến nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, người sản xuất bún thường cho hóa chất trong quá trình chế biến. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn bún sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Vì vậy, tốt nhất không nên cho trẻ ăn bún quá sớm hoặc hạn chế món này với trẻ. 4. Người bị dạ dày, đại tràng. Bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có bệnh ở đường tiêu hóa. Nguyên do là vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra. Trong thời gian này sẽ có quá trình lên men của tinh bột, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hại dạ dày. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày tá tràng không nên ăn bún. 5. Người bị ốm, sốt. Người bị ốm, sốt nên ăn những món ăn nhẹ như cháo đỗ xanh, cháo thịt hoặc súp để giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa. Nên hạn chế ăn bún vì lúc này có thể đang yếu. Ăn bún vào rất dễ bị lạnh bụng, khó tiêu và đi ngoài. Mách quý vị cách chọn bún sạch, không hóa chất. Bún sạch được làm từ gạo nguyên chất có màu trắng đục, thậm chí rất đục như màu cơm. Còn bún được tẩy trắng bằng hóa chất sẽ có màu trắng sáng, óng. Khi mua bún, người tiêu dùng nên dùng đèn cực tím như đèn soi tiền chiếu vào. Nếu thấy bún phát sáng thì có nhiễm chất tinopan. Bên cạnh đấy, bún được cho hàn the thường giòn, dai, trong khi bún sạch sẽ dễ bị nát, đứt gãy khi sờ vào. Vì vậy, khi đi mua bún, ngoài việc chú ý màu sắc, người tiêu dùng nên dùng tay sờ thử để xem bún có dễ nát, đứt gãy và cảm giác hơi dính hay không. Nếu có những dấu hiệu này thì đó là bún sạch. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể dùng que thử hoặc dùng bột nghệ cho vào. Nếu thấy bún chuyển sang màu xám thì trong đó có chứa hàn the. Nên mua bún ở cửa hàng có uy tín. Nếu là sản phẩm đóng gói sẵn thì nên chọn hãng có uy tín, xuất xứ rõ ràng.
chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.